Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về cập nhật tình hình của nước Mỹ, và cái video này nó cũng sẽ liên quan về một chút về thẻ tín dụng. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 4 tại Mỹ, thì số ca nhiễm tại Mỹ nó đã là khoảng 268.000, và thế giới đã là 1.083.000 người. À, còn những cái số nhỏ sau đó thì mình bỏ qua đi, mình lấy cái số lớn rồi ha. Thì trong cái tình hình hiện nay ở New York, ở Cali thì đã phong tỏa, ở Việt Nam là đã phong ở Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phong tỏa rồi, và các thành phố nhỏ cũng đã bắt đầu phong tỏa rồi, tại vì tình hình nó đã bắt đầu diễn biến phức tạp. Và bên cạnh cái dịch này thì khoảng 2 tuần nay, gần 3 tuần rồi, mình đã ở trong nhà, mình hạn chế đi mọi nơi luôn, vì một ngày các bạn không ra đường là các bạn đã tiết kiệm được một cái máy thở cho những bệnh nhân khác đó. Thì mình ở nhà gần 3 tuần thì mình đã khoảng 20 ngày đi, thì mình đã tiết kiệm được khoảng gần 20 cái máy thở cho những người mà đang mắc bệnh rồi các bạn. Và những cái nhà băng á, hiện nay á, nó đã gửi những cái gọi là những cái support, là những cái lời đề nghị nếu mà các bạn đang bị mắc nợ nhà hoặc là những cái thẻ tín dụng, các bạn có thể gọi lên nhà băng, hoặc là bên nhà băng nó sẽ gửi những cái email rồi những cái đề nghị là các bạn có muốn giúp đỡ hay không về vấn đề về hold cái nợ lại. Thì mình đã làm được, và mình đã quay lại cái đoạn màn hình mà mình được cái lời đề nghị đó từ nhà băng Bank America. Thì sau đây là mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái quy trình mà cái để mình được apply và được giống như gửi cái lời đề nghị cho nhà băng. Muốn chia sẻ với mọi người về một cái ưu đãi gọi là nó giúp cho người dân Mỹ khi mà các bạn xài thẻ tín dụng hoặc là các bạn đang nợ tiền loan của nhà. Thì khi mà mình đăng nhập vô thì các bạn sẽ thấy là ở trên ngay cái trên gần đầu chỗ chữ account á, nó có là credit card and home loan assistance đó. Thì cái này giống như là nó có là một cái đề nghị là nếu các bạn đang gặp khó khăn thì các bạn hãy gửi cái lời đề nghị đó để cho cái Bank America biết là mình đang gặp khó khăn. Thì các bạn bấm vô chữ request. Rồi, cái này là mình chỉ confirm những cái địa chỉ, là mình sẽ chia che những thông tin của mình lại. Và khi các bạn kéo lên á, thì mình đang có một cái nợ của credit card. Đó, thì bạn tích vô rồi cái request. Rồi trong đây mình chịu khó đọc một chút nha. Thì nếu mà bạn là đang nợ thẻ tín dụng thì nó có thể hold cho các bạn tới khoảng ngày 15 tháng 5. Nếu mà các bạn nợ của doanh nghiệp thì 15 tháng 7 đó, và nếu mà các bạn có payment hiện tại 150 ngày past due thì nó đề nghị, đây là ba cái trường hợp mà nó sẽ xử lý cho các bạn. Thì các bạn coi mình nằm trong cái bức tranh nào. Thì mình nghĩ là mình đang nằm trong bức tranh số 1, thì mình cứ bấm tích vô để cho nó xem xét cái hồ sơ của mình, rồi mình confirm. Rồi đó, thì cái request của mình đã được gửi rồi, và bây giờ mình chỉ chờ nó nhận email rồi nó xử lý cái hồ sơ của mình, là cho mình cái nó cho mình dời nợ hay không. Nhưng mà trong trường hợp này á, thì nó sẽ cho mình nghĩ khả năng cao sẽ cho dời nợ, vì đây là đó cái lời đề nghị của mình nó đã nhận được rồi đó. Đó, mình nghĩ là nó đang chính phủ Mỹ đang đưa ra đề nghị đó, cái lời đề nghị của mình nè nó đã xuất hiện rồi đó. Và nếu mà các bạn có xài Bank America thì các bạn hãy gửi cái lời đề nghị này để cho nhà băng nó biết là mình đang gặp khó khăn, và nó hold cái ngày trả lại cho các bạn. Và đó là cái đoạn mà video mà mình đã quay lại từ màn hình. Và nếu mà các bạn đang bị nợ nhà băng hay nợ bất cứ cái khoản nợ nào luôn mà các bạn không có khả năng chi trả từ cái nhà băng đó, thì các bạn nên gọi lên trên nhà băng và hỏi. Và đây là một cái nhà băng lớn của nước Mỹ nên cái dịch vụ của nó rất là tốt. Còn những cái nhà băng tư á, nhà băng giống như là nhỏ nhỏ hơn á,
thì mình chưa có gọi là chưa có biết những thông tin. Và nếu các bạn có những thông tin gì mới về những cái nhà băng của bạn như là Chase, Wealthago thì các bạn hãy comment bên dưới để cho những người mà xem được video này là có thể biết thêm được những cái thông tin từ cái nhà băng họ đang xài. Đó, thì và mình cũng sẽ học hỏi từ các bạn nữa. Đó, thì trong thời gian này nước Mỹ cũng đang khuyến cáo là thời gian đang đỉnh dịch, tại vì từ cái ngày mà lockdown cho tới cái ngày mà giống như ngày hạn chế ra, thì sau đó khoảng 2 tới 3 tuần là những người phát bệnh từ ngày lockdown sẽ phát bệnh, và lúc đó là gọi là sẽ là đỉnh dịch. Và hiện tại là bắt đầu nước Mỹ đang nằm trong đỉnh dịch, nên các bạn hạn chế đi ra đường để những cái người bị bệnh đó, họ có cơ hội được chữa bệnh và các bạn cũng không có thể, không lây lây nhiễm bệnh, không có bị những người đó lây bệnh cho bạn. À, thì thời gian này 2 3 tuần nay thì mình tính ra thời gian mình ra ngoài chỉ khoảng 4 tới 5 lần thôi, khoảng 20 ngày là 4 tới 5 lần đó là mình đi ra ngoài chợ mình mua đồ. Và khi mình ra mình rất là sợ các bạn. Bây giờ đúng thật sự là mình không có tin ai hết, chỉ có tin vào bản thân mình thôi. Rồi đi đi ra ngoài nước Mỹ lúc này thì mọi người đã bắt đầu đeo khẩu trang, cũng có một số người đeo khẩu trang có thể là họ không có cái mặt nạ để đeo, thì cái đó là phải chấp nhận. Còn mình bây giờ mình đi ra ngoài là mình đeo mặt nạ là cái đó để bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh. Và bây giờ những cái người Mỹ á, lúc trước họ được giáo dục là khi mà bị bệnh thì mới đeo để cho không lây nhiễm người khác. Còn bây giờ cái định nghĩa đó nó đã thay đổi, là bây giờ tất cả ai cũng đều phải đeo là để bảo vệ những người xung quanh đó. Thì bây giờ định nghĩa đó đã khác rồi. Và khi bây giờ nó có khoảng khoảng 1 tháng trước, khi mà mình đeo ra đường tất cả mọi người nhìn mình như là động vật quý hiếm, nhưng mà bây giờ khi mình đeo ra thì họ đã có những cái ánh mắt khác đó. Thì đó, nên các bạn đừng có ngại để đeo khẩu trang mà người khác nhìn các bạn như thế nào. Bây giờ ai cũng như ai hết, nên các bạn hãy đi ra đường là cứ bịt đeo đường, nếu bị đổ xăng đi chợ cứ đeo tay vô, vì khả năng lây rất là lớn khi các bạn đổ xăng nè, cầm nắm nè, rồi các bạn đẩy xe nè. Đó, một ngày các bạn biết bao nhiêu trăm người cầm vô cái xe đó mà để đẩy đó. Nên bây giờ cũng là một kinh nghiệm của mình muốn muốn truyền tải với các bạn, mình mà khi nào mình muốn ra ngoài mình đi chợ thì mình đã nhắm hết trong đầu, hoặc là mình ghi ra giấy, rồi vô đó là mình ôm vô người thôi, chứ mình không có bỏ vô xe, mình không kéo xe nữa. Cái đó là hạn chế tiếp xúc, chỉ tiếp xúc đúng với cái đồ mình muốn lấy thôi, that's it, rồi mình đi ra ngay lập tức. À, thì mỗi lần mình đi chợ bây giờ mình chỉ còn đi chợ khoảng 10 tới 15 phút là mình đi về liền, rồi mua đủ rồi đi về, không cần phải đi vòng vòng nữa, vì càng đi vòng vòng là càng nguy hiểm. Bây giờ mọi thứ đã lockdown rồi, nếu mà có lây nhiễm nữa thì chỉ có thể là những cái khu chợ thôi, còn những cái quán tất cả đã đóng rồi, như là chợ, bệnh viện, ngân hàng là 3 chỗ đó là có khả năng lây nhiễm nhiều nhất thôi, nên hạn chế và đi rất là nhanh lên. Thì đó là những cái chia sẻ của mình muốn chia sẻ với mọi người. Và nếu mà các bạn có nợ thì các bạn hãy mau chóng gọi lên email hoặc là vô những ứng dụng của nó để các bạn đưa cái lời đề nghị của mình để cho nhà băng biết. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video nhỏ của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.